được thực hiện 10 năm một lần. Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc điều tra có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp chính phủ, các nhà hoạch định chính sách trong việc định hướng phát triển kinh tế xã hội. Được nhà nước đảm bảo bí mật thông tin cá nhân, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản phục vụ nghiên cứu phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên địa bàn toàn lãnh thổ Việt Nam, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số, phục vụ công tác giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã cam kết. Chính thức bắt đầu tổng điều tra từ mùng 1 tháng 4 năm 2019 và kéo dài trong 25 ngày. Dân số là gốc rễ của xã hội. Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân.